I like your hat. Thank you. Where do you buy you? In Vietnam. In Vietnam? Mm-hmm, yeah. Cái giá trên qua bên Navigator of the Sea là Royal Caribbean là book tới 95 đô một người lớn và trẻ em là 75 đô. Thì coi như là ở đây rẻ hơn rất là nhiều. Rồi cái này đòi 20 nè các bạn. Giờ mình đi mình trả giá coi có bị chửi không nha. Ở đây thuyền về tấp nập, nhìn cảnh này náo nhiệt vui quá. Trong đây bán Gucci. Wow. Hình như ở trên này không có trả thối á. Chào buổi sáng quý vị, chúng tôi đã tới Cabo San Lucas rồi. Wow, cảnh đẹp quá. Thời tiết hôm nay rất là ấm áp. Có một chút xíu gió thôi. Quý vị coi cảnh biển rất là đẹp. Chủ thì còn đang ngủ nướng. Hai chị con bây giờ phải đi ăn sáng rồi. Mẹ đang ngủ nướng. Anh Jaden chưa gì lại lấy đồ ăn sáng đây. Tìm được đồng minh của Jaden rồi. Wow, ăn nhìn ngon quá vậy ta. Good morning hai con. Wow, trứng pancake. Ăn đầy đủ vậy. Good morning. Buổi sáng ở nhà hàng buffet này cũng rất tinh soạn quý vị. Có đầy đủ sausage, bean, có trứng luộc nữa. Wow, có hash brown nó nhìn hấp dẫn quá. Rồi bacon, trứng. Quá ngon. Gấp một miếng hash brown nhìn ngon quá. Wow, vừa đụng vô nó rất là giòn luôn. Thank you. Wow, đáng lẽ định ăn cho nó healthy một chút. Nhưng mà thấy cái này nhìn không nổi. Lấy thêm một ít trứng. Chắc phải lấy thêm rau quá. Dạng này là dạng súp rau cải hay gì đó. Ồ, có pancake nữa. Thôi, không dám ăn luôn. Có cơm chiên gà. Ok con, ra đi coi liền. Có toast, waffle. Wow. Có jam, đủ thứ hết. Ngon quá. Nhưng mà thôi, ăn bớt lại. Ăn nhiều quá dư mỡ. Ồ, bên này có gì? Ồ, bên này cũng có trứng nữa nè. Omelette, ồ, dạng omelette. Ok, chà lấy cái dạng trứng omelette. Ok, con đói bụng rồi, chờ chà chút. Đây, đi. Đó, quý vị thấy không, ở trên tàu này rất là nhiều cám dỗ. Đồ ăn thì lúc nào cũng đầy đủ. Tất cả những loại món ngọt, đồ mặn, đồ nào cũng có hết mà có thể lấy bất cứ lúc nào. Cho nên lên đây á, là dễ bị mập lắm. Mình mà không kiềm chế được thì là sẽ dễ lên cái lên thao lắm. Rồi đây đại gia đình chỉ thiếu bà chủ thôi. Bà chủ thì buồn ngủ, thích ngủ hơn là ăn. Đây xích qua bên. Ủa Cheerio nữa hả con? Cái này ngọt lắm á chị. Ờ đúng rồi ngọt lắm, cái đó con không ăn không chút xíu thôi. Đẹp quá vì ơi. Ở đây có lẽ là nước cạn lá quá cho nên tàu không thể cập sát bến được. Một lát nữa chắc là nguyên gia đình phải đi cái tàu nhỏ để vào trong bến. Rồi từ bến thì cái gia đình mới đi lên một cái tàu du thuyền nhỏ hơn để đi xem danh lam thắng cảnh của Cabo San Lucas. Mời quý vị theo dõi sau nhé. Chào buổi sáng các bạn. Mấy bữa nay Katie mệt quá, Katie không có dậy nổi luôn. Tại vì cả tuần, cũng hơn 2 tuần nay mình khai trương tiệm á. Cho nên là đuối, ngày ngủ có 3-4 tiếng, có khi bữa được ngủ được 5 tiếng. Cho nên là mình lên tàu là mình chủ yếu là mình ngủ và mình nghỉ ngơi. Hôm qua là ngày thứ 3, còn hôm nay là ngày thứ 4 ở trên du thuyền. Ngày thứ 3 thì Katie không có quay, tại nằm nghỉ ngơi relax thôi các bạn. Hôm qua là giống như là đi ăn vòng vòng trên thuyền thôi, tại ở ngoài biển mà không có vô bờ. Mỗi lần vô bờ là Katie quay chia sẻ các bạn. Thì hôm nay Katie chia sẻ các bạn là mình sẽ đưa các bạn đi tới thành phố mình đang ở cảng, gọi là thành phố Cabo San Lucas. Thì mình có book excursion, tức là mình sẽ đi một cái tour lên một cái thuyền nhỏ và người ta đưa mình đi ngắm cảnh thêm cá heo đồ này nọ các bạn.
Thì cái team mới book cái đó thì cái giá người lớn là 95 đồng một người, còn trẻ em là được giảm giá 75 đô một người. Mà trước khi đi buổi sáng là các bạn biết rồi, mình lên du thuyền mình ăn dữ lắm, mình đi ăn dữ lắm, ăn một ngày không biết nhiêu cử á, cho nên là cần phải detox. Cho nên là mỗi ngày, mỗi buổi sáng và buổi chiều Katie phải uống detox các bạn. Uống detox mình chia sẻ rồi đó, để cho nó thanh lọc cơ thể và nó giảm cân đó các bạn. Nhiều bạn thắc mắc hỏi Katie sao mà ăn nhiều mà không mập, là mình phải detox nha các bạn, và uống yến nha. Này là Katie chia sẻ thật lòng nè, mấy bữa nay mình lên tàu mình ngủ mình ly bì mình mệt á, mình không có uống sâm nhưng mà có uống yến, này chia sẻ thật lòng luôn. Thì mình uống yến á, là nó giúp cho khớp và collagen, nhưng mà sâm á, là nó giúp cho khớp luôn và tê đầu ngón tay rồi đó. Mấy bạn mà ngủ dậy mà tê 10 đầu ngón tay với lại bị đau cái khớp và mở gỡ từng ngón giống như Katie á, là uống sâm này rất là tốt. Mấy bữa nay mình không có uống, mình chỉ uống yến thôi. Thế là hôm qua mình ngủ dậy cái ngón tay của mình là nó đau, nó giết mình, nó cho mình cái signal là nó đau, mình phải nhớ mình uống. Thế là sáng mình ngủ dậy mình lật đật mình uống liền. Trước khi uống nhớ lắc nhẹ, nhiều bạn mua này lắm, tiệm của Katie có bán và đang sale. Cho nên là bạn nào mà cần mua sâm thì gọi vào, đang giảm giá nha các bạn. Mua một chai 79 đô sale còn 59, còn nếu mà mua 4 chai á thì sale giảm giá 316, mà sale còn có 199 mà còn free ship toàn nước Mỹ nữa, có ship Canada, châu Á, châu Úc. Có nhiều bạn mua 50 chai đem về Việt Nam, và hiện tại sắp tới là cũng có bên Việt Nam nha các bạn. Giờ mình uống yến trước nha, mời các bạn. Yến đông trùng hạ thảo, yến này cũng đang sale, mua 10 tặng 1 mà free ship toàn nước Mỹ. Còn mua 5 cũng free ship luôn mà không có được tặng. Mà mua 10 tặng 1 yến hay là bạn chọn sâm cũng được, mình mua về mình tặng. Sắp tới Father's Day nè, tặng cho cha, cho chồng các bạn. Còn sâm là Katie đau nhức quá, Katie uống tới 4 pump. Bạn nào mà không có bị đau nhức như Katie uống, mình khuyên là ngày đầu tiên uống 2 pump thôi. Mình đau nhức lắm, còn bạn nào mà không có đau nhức như mình, ngày đầu tiên uống 2 pump, ngày thứ 2 uống 3 pump. Rồi nếu mà đau nhức như mình, ngày thứ 3 uống 4 pump, rồi từ đó cứ uống 4 pump. Còn có chú kia là chú bị bệnh nặng á, chú uống 2 lần, 4 pump nha các bạn. Là uống sau 3 ngày là ngủ dậy không có thấy cái cơ tay của mình không cần phải gỡ từng ngón nữa. Các bạn lưu ý nha, khi uống sâm, uống yến, uống detox là phải uống nhiều nước. Uống ít nhất là 16 ounce nước nha, cái chai này là 24 ounce. Chai này là 600ml nè. Bữa mình lên cái video mình chia sẻ về sâm á, có quay với Philip ở tiệm mình á. Trời ơi, nhiều anh chị em cô chú gọi vào mua sâm với yến, mình vui với sợ luôn. Tức là có những cô chú và anh chị em, rất nhiều người bị bệnh tê tay, và bởi vì sao? Tại vì làm nail hay làm tóc, ý lợi dùng nhiều quá đó. Và bây giờ tụi mình đi, hôm nay là đi đưa các bạn đi vô mễ chơi đi ha. Bây giờ là tụi mình lên tàu này và người ta đưa mình đi ra tới bờ luôn á các bạn, rồi mình mới bắt đầu mình đi tour. Tới đây thì thấy nóng. Bye bye navigator of the seas nha. Thì các bạn nhớ đi sớm nha, 11 giờ là người ta hẹn 11:45, nhưng mà 10:15 là tụi mình phải rời khỏi tàu rồi đó. Chứ mà các bạn mà đi sát nút là người ta bỏ mình á. Giống như là nghe mùi khô mực mà chưa nướng á. Đi bộ tới đây và tìm thấy cái tàu tên gọi là Deluxe Coaster Cruise.
có cái logo của Royal Caribbean đó các bạn. Là đứng đây đợi. Còn bên đây là tàu của Carnival, người ta đứng ta xếp hàng quá trời luôn. Tụi mình tới đây quá sớm cho nên là bây giờ đưa các bạn đi vòng vòng đây. Rồi đợi tới đúng giờ rồi tụi mình quay lại. Wow. Mình xin chụp hình được không? Được. Đang đi thì gặp anh này cho nên xin chụp hình. Thank you. Mặc đồ gì nóng quá trời luôn. Ờ mà sao không mở mặt luôn sao thấy. Nhưng mà nhìn tướng cao ráo gì chắc đẹp á. Hay đừng để cái tướng nó vua nha. Ồ Cabo kìa, bây giờ leo lên đây tờ lo chụp hình nè. Ôi bây giờ nóng quá đi nha. Ở đây là vô đây là các bạn sẽ bị người ta níu kéo dữ lắm nha. Ở đây người ta có rất là nhiều tour. Ví dụ như mình tới đây mình có thể tự động mua cái tour. Hola. Hola. How much is the tour? This one is only for $20 a person. $20? Yes. You see the fish, arches, Cupido, Paris, Sea Lion, River Fish, Lover Fish, Pacific Queen, and Neptune Fish. How many hours? 45 minutes tour and tropics and the beach, 1 hour, 2 hours. 2 hours. 2 tiếng đồng hồ là 20 đô cho một người. What about kids? 3. I give you 5 tickets. 5 tickets, so 100 si. For all. For all the group. Oh. 2 tiếng đồng hồ đi ở đây thì mình trả là 100 đô cho 4 người lớn, 3 đứa trẻ là đi được hết mấy này. Nhưng mà cái này là rẻ đó, tại vì tụi mình book cái giá ở trên qua bên Navigator of the Sea là Royal Caribbean là book tới 95 đô một người lớn và trẻ em là 75 đô thì coi như là ở đây rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà muốn tiết kiệm thì các bạn có thể đi tới đây, tức là mình đi xuống tàu excursion á, mình đi tới đây rồi mình tự book ở đây thì giá sẽ rẻ hơn. Ồ mà tụi mình không biết, bây giờ mình chia sẻ cho nên là bạn nào đi thì đi như vậy mình thấy sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn á, làm tụi mình book quá trời luôn ha, nhiều tiền quá trời luôn. Thank you, gracias. Đi anh đó chụp hình group đi. Nó nóng giống như bên Việt Nam mà, hay với lại Thái Lan vậy đó. Wow, nắng quá chắc đi tìm chỗ cho núp quá. Ready? Ở đây toàn là cảnh bo. Có nhiều chỗ chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà nóng quá các bạn ơi, nóng khủng khiếp luôn á. Quá trời nóng. Qua tới đây các bạn nhớ đừng có mua vàng với bạc nha. Ở đây là toàn là đồ giả không, người ta cũng cảnh cáo mình rồi. Nhưng mà các bạn nhìn quanh cảnh này. Quang cảnh này đẹp ha. Ngoài này nóng lắm, cho nên mua mấy cái nón này nè các bạn, đội chúng thôi là nóng lắm luôn. Để hỏi coi cái nón này bao nhiêu. Cái này là có cái lỗ ha, mua cái loại không có cái lỗ nè. Amigo. How much? This one? Uh-huh. This is 35. 35. Trời ơi, cái nón này 35 đồng mắc. Too expensive. How much? Is it the same? $10. Another price. How much? I like your hair. $10. I like your hair. Thank you. Where you buy you? In Vietnam. In Vietnam? Mm-hmm. Yeah. No, cái nón đòi 35 đồng mắc dễ sợ luôn. No. How much? 20. $10. No, mom. Yeah. Đòi cái này đòi 20 nè các bạn. Giờ mình đi mình trả giá coi có bị chửi không nha. $10, please. No. Đòi cái nón đó là 20, giờ trả xuống còn 15. 15 triệu kìa. Không, ông Hoa cưng đòi, chị nói cưng đòi 10 đồng. Em đòi 10 đồng, ông nói 15 mà. Ờ, giờ mà cưng chịu 15 đồng. 12. Cưng lại nói 12 không? Con chửi xong hết, chắc có đuổi em với chị ở chỗ này thôi. Đâu có sao đâu. 15 đồng, bây giờ 12 đồng. Amigo, 12 dollars. Không có chịu. Chạy, bày đặt trả giá, lát tao quýnh ngọ máu không.
nên ra mua hồi có 5 đồng thì giờ cái da cưng đó mày muốn trả mấy ngàn đồng đi đất Nam đó. Ông chảnh lắm, mình đi là đi coi còn chỗ nào nữa không. Nóng quá các bạn ơi, vô đây ngồi hưởng tí hoặc máy thì phải mua nước. Mua nước ngọt ở đây một lon 2 đô cũng ok, có đá nữa. Giờ ngồi đợi cho nên qua đây sớm quá là cũng mệt, tại bên đây nó quá nóng. Cái nóng giống như bạn tưởng tượng 41 độ C, tức là hơn 100 độ F á, nóng lắm. Và bây giờ tới giờ lên tàu nha các bạn. Mình lên tàu đi ngắm cảnh. Đông lắm các bạn ơi, coi nè. Đó, người ta ở trước mình nè. Cuối cùng thì Hiền cũng mua được cái nón. Và cái nón này bao nhiêu vậy ta? 12 đô nha các bạn. Mới đầu người ta đòi 45, xong người ta xuống còn 40, xong xuống còn 20, rồi 15, rồi xuống còn 12. Mát đỡ quá. Lên đây là các bạn có thể uống nước miễn phí, ví dụ uống nước ngọt hay là nước đá, nước gì á là miễn phí ha. Gia đình vừa lên được cái chiếc thuyền. Gracias. Đã tự tế ghê, đem cho mình ly nước. Trời này đang nóng, có một ly nước đá uống thì không còn gì bằng. Đây thuyền về tấp nập, nhìn cảnh này náo nhiệt vui quá. Ngoài kia xa xa thì có mấy chiếc du thuyền của tụi mình đang đậu. Sao dưới này có thấy cá gì không con? Có thấy cá gì không? Trời, đang no, đang thiếu đá mà con lấy đá thải xuống biển vậy. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Bữa nay trời hơi nắng nhưng mà tôi nghĩ chắc là không nắng bằng ở bên châu Á bây giờ là hiện giờ đâu. Nên bây giờ làm thợ chụp hình cho gia đình bên kia luôn kìa. Hai cô nàng dễ thương đang relax, đang đứng đây hưởng thụ hả? Không gió. Cảnh đẹp lắm á. Em mà đi ra phía trước còn đẹp hơn nữa. Các bạn thấy đẹp không? Đó, toàn cảnh biển như thế này. Mà ra đây thì thấy mát. Chứ hồi nãy ở trong bờ trời nó nóng khủng khiếp luôn các bạn ơi. Cuộc sống là thế các bạn, đó, hưởng thụ được bao nhiêu thì hưởng thụ. Ra đây không gió mát dễ sợ luôn. Ở giữa hai cái vách đá núi có một cái bãi biển tắm, người ta cũng ở đó, các bạn thấy người ta tắm không? Biển. Wow, bây giờ mát dễ sợ luôn, thích quá chừng luôn à. Đây nè, giờ đói là có bánh tráng trộn nè các bạn. Chế đình á, anh ghiền cho bánh tráng trộn lắm. Xả rác nè, xả rác tiền của nàng nè. Hai chị em. Anh đang dọn dẹp hả?
Và bây giờ sau 2 tiếng người ta đưa mình đi vòng vòng ngắm cảnh rồi đó. Giờ mình đi lại bờ nè các bạn, lại bờ cho mấy đứa nhỏ đi tắm biển, sau đó về tàu ăn đó, đi cruise là vậy á. Đi du thuyền là mình cứ đi vòng vòng, mình chơi ngắm cảnh rồi ăn uống để nghỉ dưỡng các bạn. Rồi thuyền đã cập bến rồi. Bye bye. Bye bye. Adios. Và bây giờ về tới tàu rồi các bạn. Cho nên là lên ăn trưa một chút. Ăn xong rồi về nghỉ ngơi của chê đình nè. Đó, anh ăn vậy đó ông bà cô chú. Còn của đại ca nè. Chê đình chào ông bà cô chú nè con. Ok. Nè con chào đây nè. Tại vì hồi sáng giờ chị Đình anh đi theo bạn anh chơi á, cho nên là anh không có để ý, anh không có đi theo cây tri, đi theo bạn anh thôi à, có bạn là bỏ mẹ thôi. Hôm nay là không muốn nghĩ là lên tàu ăn các bạn, mà tính là ăn ở bên Mễ á, ăn ở bên Cabo San Lucas á. Mà nãy mình mệt quá, mình bị say sóng xong mình chạy về đây, mình định nghỉ ngơi. Không có nghĩ là sẽ về đây ăn, định về nằm nghỉ mà thấy xót ruột cho nên ăn. Có đậu que, có rau là mình mừng rồi. Ăn xong mình về mình nghỉ ngơi. Tối mình đưa các bạn đi xem ca nhạc. Người ta buổi tối có nhiều chương trình lắm. So I guess we're going to the kids club tonight. Ừ. Các bạn có thể gửi mấy đứa nhỏ vô trong Kids Club được mấy tiếng đồng hồ nha. Adventure Ocean. But I don't recommend it. It's bad. Sao vậy? Trời, con ăn nhiều bơ quá vậy chứ đánh. Con ăn nhiều miếng đó cho cha thôi. Trời coi, ăn quá trời bơ rồi. Ăn uống xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Trời ơi, xếp cái này cái cân dữ vậy nè. Trời ơi, dễ thương quá vậy. So cute. Người dọn dẹp phòng cho mình là mỗi ngày mình nên tip cho người ta các bạn. Tại vì người ta cái tiền tip mà người ta cho mình mỗi mỗi người một ngày bao nhiêu á, thì mình thấy cũng không có đủ á. Cho nên là nếu được á, là người ta nói là cần bỏ thêm tiền tip cho nhân viên á. Giống như đi ăn rồi cũng vậy. Bây giờ là hai chị em nằm xuống làm đẹp. Làm đẹp nghỉ ngơi xong rồi đưa các bạn đi ăn tối. Ở trên đây lên du lịch trên du thuyền là vậy các bạn. Ăn uống rồi relax nghỉ ngơi thôi à. Được đi. Đó. Cho gì? Bây giờ là hả cho thấy before and after làm trên mặt của Hiền nè. Này làm rửa chưa có gì vô trên này đúng em không? Em đi rửa thôi à. Ừ. Nhớ nha, khi làm này là không được bỏ gì lên nha các bạn. Chỉ rửa mặt sạch thôi. Mặt của Hiền là bị nám chỗ này nè. Giờ mình focus chỗ này. Đây. Nói có sách mắt có chứng. Sau 4 phút các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn giùm cho mình cái lỗ chân lông hồi nãy đi. Bây giờ nó đỡ hơn không? Và cái vết nám này nó đỡ hơn không? Đó. Và đây là hình before and after. Bên tay trái là before, bên tay phải là sau làm 4 phút. Thì dĩ nhiên sẽ không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà sau một thời gian các bạn làm vài ngày nữa, các bạn sẽ thấy rất là rõ rệt luôn. Rồi cứ nhăn chán lên thôi rồi. Đó, rồi ok, bình thường lại. Rồi, bây giờ thoa này lên. Rồi, mở máy này lên. Ừ. Cái này là mấy phút? Cái này 5 phút rồi. Nhưng mà cái này mà làm lên tay á, thì sẽ thấy rõ hơn, tại cái tay của mình nó nhăn. Ừ. Còn cái chán của cưng không có nhăn nhiều. Ừ. Ừ. Rồi cưng làm giống nãy nha. Đó, bây giờ đó, giờ chụp hình nè. Đó. Nó không nhăn giống như hồi nãy, cưng nhướng lên giống nãy coi. Nó sẽ không có nhăn giống như hồi nãy. Đó. Ừ. Ừ. Và bây giờ tới là giờ ăn tối rồi, mình sẽ đưa các bạn đi vòng vòng coi có gì ăn nha. Mình đi lên buffet ăn cho nó nhanh nha các bạn. Có mashed potato, ô có gà nướng nè, nhìn hấp dẫn không? Cá nướng. Cơm. Giờ qua coi đồ ngọt. Đồ ngọt thì có bánh chocolate, brownie, sweet potato pie. Mấy cái ly salad nhìn thấy cưng hết sức luôn nè. Nhiều đồ ăn lắm các bạn. Mỗi ngày người ta thay đổi món. À có món này mình thấy ăn ngon nè, đuôi bò. Đó, cái đó là đuôi bò hầm á. Rồi có rau spinach xào nữa. Ôi,
có cái món chuối chiên ngon quá các bạn ơi. Đây, mình thích ăn chuối chiên lắm. Buổi tối hay buổi trưa giờ mình thấy đồ ăn cũng tương tự nhau các bạn. Đó, này là ăn chay nè, cà ri chay. Còn này là cà ri gà, có cơm. Rồi có kung pao chicken, cái này buổi trưa không có. Kung pao chicken nhìn thấy hấp dẫn ha. Cà tím, cà tím xào tỏi. Rồi khoai, khoai lang ngọt. Hôm nay là có thịt, có bò. Cái này thịt heo giống như heo quay vậy đó. Hấp dẫn quá, để lấy miếng nha. Yeah, please. Thank you. Nhìn hấp dẫn ha. Lấy miếng kung pao chicken. Tính là hôm nay là không có ăn thịt gì á, ăn rau thôi nha các bạn. Tại vì mấy món này ăn tới ăn lui hoài. Nhưng mà có cơm ăn là mừng lắm rồi. Nói thiệt á, chị Linh đi xa vậy mà có cơm ăn là Katie phải nói là rất là cảm ơn luôn á. Thì trong video này mình muốn nhắn với lại tất cả các anh chị em cô chú là yên tâm khi mà Katie lấy đồ ăn á. Katie ăn sạch dĩa luôn nha các bạn, ăn không chửi gì luôn á. Mình sợ mang tội lắm cho nên là mình ăn bao nhiêu mình lấy bấy nhiêu. Có bữa mình lấy dĩa đầy ắp vậy ha, mình ăn sạch sẽ luôn mà tại vì Katie lấy rau nhiều lắm. Mình ăn broccoli, mình ăn đậu que đó, ăn nhiều rau cải lắm. Cho nên là yên tâm nha, mỗi lần Katie lấy không có bỏ mứa đâu. Giờ lấy miếng rau broccoli. Mời Biên, mời Kha, mời Ken, mời Cưng, mời Đại Ca. Cái này giống như heo quay vậy. Có thịt nó mọng nước. Cái da nó mềm dẻo. Nói gì đâu. Đây, mời các bạn nha. Ăn được không cái chỗ hôm bữa? Cái chỗ hôm bữa ăn cái tự nhiên nó người ta dùng cái dầu cũ á, người ta dùng dầu chiên tôm, chiên gà rồi chiên, nó ăn ngon à. Ngon hơn chỗ hôm bữa thì. Ăn nữa không Cưng? Có cả em đéo bên không? Không, có đâu thấy Cưng đâu. Người không quan trọng những chỗ đây. Ngon. Nó ngọt ngọt. Dẻo dẻo các bạn. Nó dẻo và ngọt. Ngon á. Ăn tối xong mình đưa các bạn lạng vòng nha. Thì ở trong đây người ta có bán những cái túi xách hàng hiệu như là LV, Gucci rồi nè. Mình vô mình quay cho các bạn chia sẻ giá cả như thế nào ha. Trong đây bán Gucci. Wow. Rồi LV. Mấy cái này là đã dùng rồi. Nhưng mà mình quay cho các bạn cái giá nha. Cái này là 1850. Còn cái này coi nhiêu? 1950. Hình như ở trên này không có trả thuế á. Một 2150. Mà lâu rồi không có dùng. Coi. Trời ơi, 1995 hồi xưa mua này rẻ lắm. Còn có này như ao mà như. Này 1450. Dùng quá rồi mà nhìn vẫn còn mới lắm. Các bạn ơi, đi từ sáng giờ tối quá rồi. Bây giờ gia đình của mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha. Mình chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ, ăn lành và hạnh phúc. Và nhớ theo dõi đón xem video kế tiếp khi đi làm gì ở trên thuyền nha. Thank you for watching.
Bye bye, see you next time. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun lông mày, phun mí, sửa lông mày chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Nếu mà được, bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là Katie thấy hắc nhân sâm mà Katie đang uống nè các bạn ơi. Mỗi ngày Katie uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà biếng ăn á, thì cơ thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn, mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa Bảy Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm Katie, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua hào, bào ngư, chai sữa, cà chua, đậu nành, lúa mì. Công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa. Rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ Katie nha. Xin thông cảm cho Katie là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng, nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho Katie là đôi lúc Katie chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho Katie nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ Katie, còn nếu không thì bỏ qua giùm Katie, đừng có la Katie nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người, lễ sắp
sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ, tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.